Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Esteban, nạp tất cả các bác trong store, cày thuê, hải khó, leo ren, hãy liên hệ Zalo mình 0967 782 982. Cảm ơn anh em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình ngưng mở bắp một ngày anh em, tại mấy bữa nay đèn quá anh em ơi. Đèn quá. Nên hôm nay mình sẽ làm một clip gọi là review đội hình ha. Over 110. Có lẽ là over 110 là cá nhất hiện nay rồi. Với lại đội hình này là khá là ngon nè, tại vì mình nhắm hai con là ba chiếc Vieira và con Gullit. À, cực kỳ là ngon. Nên mình muốn làm cái clip mà review đội hình này cho anh em bên cái kênh này. Tại vì cái kênh VMT review SCO Buy á là mình làm review rất nhiều anh em. Over 110 thì cũng có rồi. Nhưng mà đội hình này ngon quá nên hôm nay mình làm clip bên đây ha. Anh em nào chưa biết kênh VMT review SCO Buy của mình á là kênh thứ hai của mình nha anh em. Đó, thì anh em qua đó ủng hộ mình cái ha, mình sẽ để trên màn hình cho anh em thấy ha. Và đó ủng hộ mình một shop. Đó, kênh đó là chuyên về mình là review đội hình nè. Review cầu thủ rồi làm đội hình, build đội hình gì đó cho anh em ha. Thì hôm nay kênh này thì cũng lâu rồi không có làm mấy cái này. Thì hôm nay mình làm một clip gọi là review đội hình over 110 này ha. Có con Ronaldo nè, CR7 nè. Con Vukas nè. Bên kia có lối Figo nè. Tiền vậy thì quá ngon anh em. Đó, Gullit nè, Rodri nè, Patrick Vieira. Vieira anh em, đó. Hậu vệ thì có Hernandez nè, Cannavaro nè, Laurent Blanc nè, Thuram và cuối cùng là Buffon. Nói chung là hầu như là 8 cầu thủ là quả bóng vàng rồi, còn lại có 3 cầu thủ là sự kiện khác thôi. Quá ngon luôn em ơi. Thì không nói nhiều anh em, bây giờ mình sẽ vô mình trải nghiệm cái đội hình này ha, để xem như thế nào. Có gì cuối clip mình sẽ đánh giá cho anh em cái đội hình này. Đó, nói chung là châu châu bào 110 quá ngon rồi anh em ơi, quá ngon rồi. Bây giờ mình sẽ vô trận đấu đầu tiên ha, để mình trải nghiệm đội hình này như là đây. Thì cái sự kiện mà cũng vàng nó ra anh em, mình trải nghiệm cũng khá là nhiều nha anh em. Thì anh em nào mà muốn coi mình review cái gì á, cầu thủ trong sự kiện bóng vàng á, thì cứ qua bên kênh VMT Review FC Mobile nha anh em. Kênh đó thì mình chuyên về review, đó hồi nãy mình nói đó. Chứ nhiều lúc anh em mới mà không biết thấy kênh này của mình thành là vô mà bắt không à, không có làm gì hết, không có chơi giờ vậy anh em. Không có đâu anh em, mình làm thêm một kênh nữa. Đó, để cho anh em ha. Để anh em chuyên về review cho anh em, để anh em có thể chơi về cái trải nghiệm về gameplay á, đó, như thế nào. Thì ok, trận đấu đã bắt đầu nãy giờ rồi. Hay lắm. Đây là Ronaldo. Đây là Ronaldo. Công được rồi. Một vài xử lý bàn không thành công của Ronaldo rồi. Papin. Hay lắm. Ginola sẽ làm gì đây? Không được, không qua được Thuram rồi. Nhưng mà Thuram vừa rồi một pha lấy bàn rất hay nhưng mà đã ra biên rồi. Hay lắm. Phạm lỗi rồi. Một pha phạm lỗi trước đó rồi. Trận đấu mới vô thì cũng là diễn ra khá chặt chẽ này. Đấy, bắt bài hay lắm. Bukas sẽ làm gì đây? Tốt, mình tận rồi. Hay lắm, Patrick Vieira, đúng rồi, rất khỏe anh em. Một pha cản lướt rất khỏe của Patrick Vieira. Ở đây Rodri. Mất bàn rồi. Một pha về hỗ trợ phòng thủ rất tốt của Touré. Hay ta. Babin. Vẫn là Babin. Đúng rồi. Một pha vừa rồi là Carabao đã hỗ trợ cho đồng đội rất tốt anh em. Bọc lót rất hay anh em ơi. Là Patrick Vieira. Mà là Vieira. Vieira sẽ làm gì đây? Đúng rồi, Gullit. Hay ta. Gullit. Quá luôn, Gullit. Cái đếp. Vào, tuyệt vời anh em, đó là Gullit em. Một pha phối hợp tuyệt vời giữa Patrick Vieira và Gullit. Quá hay anh em ơi. Không thể tin được. Giữa hai gọi là tiền vệ gọi là rất là khỏe anh em. Rất là khỏe hiện nay luôn đó. Mà nó là ngon nhất hiện nay luôn đó. Quá tuyệt vời anh em. Đó là Gullit anh em ơi. Quá hay luôn. Thì hôm qua mình cứ làm các bạn xếp hạng anh em. Top CM cho anh em. Đó. Thì anh em nào mà chưa coi á thì có thể qua kênh VMT Review FCY anh em ha. Để mình có thể coi các bạn xếp hạng của mình ha. Hay lắm. Luis Figo. Sẽ làm gì đây Luis Figo? Figo. Figo, đi đi. Wow, quá tuyệt vời một pha đột phá solo của Luis Figo anh em. Quá hay luôn em ơi. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Tỷ số là 2-0 rồi. Tuyệt vời anh em, tuyệt vời. Một pha solo quá hay của Luis Figo. Thì vị trí là top league mình cũng đã xếp hạng cho anh em rồi. Đó, trong đó có Luis Figo, Messi gì đó. Cũng bên kênh VT Review SEO Buy anh em. Đó, kênh đó mình làm rất là nhiều về cầu thủ, về đội hình cho anh em rất nhiều. Thì anh em làm chưa đăng ký và chưa biết đó thì qua đã ủng hộ mình ha. Đó, kênh thứ hai của mình nha anh em. Kênh thứ hai của mình chuyên về review cho anh em, chuyên về gameplay anh em. Đó. Hết thì bọn anh em, tỷ số là 2-0 anh em. Trong đó có một thắng của Luis Figo và Gullit. Quá tuyệt vời anh em.
Hiệp 1 thì nhìn chung là mình đang kiểm soát khá tốt về thế trận anh em. Có hai tiền vệ cực kỳ là khỏe. Và con Rodri ở dưới nó cũng khỏe nữa anh em. Đó là ba chiếc Vieira, Gullit và Rodri. Quá tuyệt vời anh em. Hàng tiền vệ đấm nhau là ngon lắm anh em. Đấm nhau là ngon lắm nha. Ôi, quá khỏe luôn đó. Đội bạn vẫn đang lay hoay tìm đường vào cung thành nhưng mà vẫn chưa được anh em, thấy chưa? Tối hàng tiền vệ thôi, gặp ba chiếc Vieira rồi là chết ngay, Gullit nữa. lại ớn hàng lên em, ớn lên. Đó. Hay lắm, vẫn còn. Gintula, này là ba Bastan. Anh sẽ làm gì đây, ba Bastan? Không được rồi, một đường truyền về của Bastan cho Toure chứ không thành công rồi. Phạm lỗi không? Đúng rồi, trời pha này Vukas đã bằng hành quá. Chưa nhanh, không được rồi. Một pha chuyển nhanh của Vukas không thành công rồi. Hay lắm. Caramaro coi vậy đã hay anh em, thật sự nó hơi lùng thôi. Nó hơi lùng thôi chứ thật sự nó quét với lại nó chấn chặt rất tốt anh em. Hay quá Vukas. Cái đẹp của bóng. Một pha vượt quá là nguy hiểm giữa Ronaldo và Vukas anh em. Một đường chuyền xuống quá tốt của Ronaldo cho Vukas nhưng mà pha vừa rồi thì môn hay quá. Và Bastan, vẫn còn Bastan. Lại là Cannavaro anh em. Cannavaro đó hay lắm anh em, bọc đó tốt lắm, thật sự luôn đó. Giữa điều nó hơi lùng anh em ơi. Nhưng mà anh em nên kẹp với một con nào nó cao cao chút, chưa mới chín là ok. Đây Figo. Đó là Figo. Sẽ làm gì đây Figo? Hay gì ta Figo? Tuyệt vời, và chít video ra. Vukas. Gullit cái đi. Trời ơi, nhẹ quá anh em ơi. Một pha dứt điểm các bạn, hơi nhẹ của Gullit rồi. Không có lực. Vẫn còn. Đúng rồi. Không được rồi, một pha chuyển cá hay của Vukas cho Luis Figo. Hay quá. Hàng thủ đã tốt quá anh em. Đánh trận lên bằng hết của đội bạn luôn. Đấy, thêm Rodri nữa, Rodri ở giữa đó chứ. Quá tuyệt vời. Ronaldo. Bên là Ronaldo. Ronaldo trận đấu này chưa lên tiếng anh em. Đó, Ronaldo. Hết giờ anh em. Tỷ số là 2-0 anh em. Một trận đấu mà coi như là mình nắm hoàn toàn thế trận luôn anh em. Quá tuyệt vời. Thì bây giờ mình sang trận đấu thứ hai nha, để xem như nào đây. À, trận đấu đầu tiên thì quá hay rồi. Mà anh em mà đá đội hình mà over cao anh em, dễ bị handicap lắm, thật sự á. Gặp đội hình over thấp á, đá lơ ngơ lên. Nói chung là đội hình over bây giờ bèo bèo cũng phải là 106, 107 anh em. Thật chợ luôn. Nếu mà anh em cái chay thì có thể là 105, 106. Nếu mà anh em cái chay tốt á, cày coi hay là gì đó, ôm hàng cái gì đó, nó tự nhiên nó còn over cao hơn nữa. Có nhiều anh em ôm hàng tốt lắm em, ôm hàng tốt. Hay lắm luôn. Go, đi đi. Go! Đếp vào. Trời ơi, biệt vậy rồi em ơi. Biệt vậy rồi, xui quá em ơi. Mới vô Luis Figo còn phải dứt điểm khá là hiểm hóc anh em. Nhưng mà thủ môn hay quá, Svit vừa rồi có một pha đổ người rất tốt anh em. Sẽ làm gì đây? Hay lắm, là lao lâm trăng. Vukas. Mất bắn rồi, một pha hàm bắn quá, Vukas không chuyển đi. Gullit. Hay ta Ronaldo. Bình tĩnh. Đây là Luis Figo. Figo sẽ làm gì đây? Figo. Figo. Hay ta Ronaldo. Hay Rodri. Gullit. Gullit đi đi. Gullit sao chuyền? Trời ơi. Đột nút anh em ơi. Không đột nút. Trời ơi, dứt điểm mà nó chuyền ta. Hernandez vẫn còn. Một bàn rồi. Trời ơi, phao rồi. Tức quá anh em. Trời ơi, cái đó mình dứt điểm mà sao nhìn ra nó tấp chuyền cho anh em, nó chuyền cho Vukas bên kia chứ. Trời ơi. Có nhiều tình huống vậy á, mình đang dứt điểm nhưng mà tiến chuyền. Trời ơi, tức quá, bực quá. Không được đâu, bắt bàn rồi. Đây là Gullit. Rafaelia bắt bàn rồi, thủ lam. Nói chung hàng của vậy mình đá khá tốt anh em. Đánh chặt mọi đường lên bàn luôn kìa chứ. Ronaldo. Đây là Ronaldo đổi cánh này hả? Ronaldo. Thủ lam. Dứt điểm có được, trời ơi, con sóc. Vẫn còn. Vukas. Luis Figo, dứt điểm vào, cuối cùng vào anh em, tuyệt vời. Mình như pha hám thành liên tiếp anh em. Liên tiếp luôn. Trời ơi, cái pha vừa rồi là thu ram lên trên trái tấn công mà dứt điểm không thành công anh em. Nhưng mà một pha khá lộn xộn trước cũng thành. Cuối cùng đã chuyển tới cho chân Luis Figo ghi bàn, tuyệt vời. Một không rồi. Mới vô các bạn mình đang là ép sân anh em ơi. Những pha lên bàn liên tiếp luôn, đó, mấy bàn tới rồi, hay lắm. Figo nữa.
hay ta. Đó là Vigo, tốc độ của Vigo. Vigo chạy khá nhanh anh em ơi. Vigo chuyển qua, đi đẹp không vào. Trời ơi, Bukati điểm ngay thủ môn luôn, khá là nguy hiểm. Chuyển vào, đánh đâu không được rồi, Bukati vẫn còn. Vào lòng răng, dứt điểm, không vào. Trời ơi, lăn dứt điểm như tiền đạo anh em, gỡ chưa? Điểm như tiền đạo vậy. Chuyển vào, không được rồi, phải đó thấy không được rồi. Vẫn còn, dứt điểm, không được, hết giờ, bò phía ghê chứ. Sắp tới có một cái bài update cực kỳ lớn nha anh em, cho anh em ha. Cái vấn đề là đang tấn công như vậy hết giờ là không có đâu nè. Nó cho mình tấn công hết mà hết giờ đó, với lại phích lỗi trọng tài rất là nhiều nè, chứ để tình trạng như vậy không được. Đang tấn công ngon lành với cả tình huống mà gọi là thoáng nè, đang bước xuống tóc xuống đó, tự nhiên hết giờ nè, nó lo nhắc lắm. Phải gọi vậy, sắp tới nó có một bạn gọi là update cực kỳ lớn cho anh em ha, nó sẽ phích lỗi những tình huống như sao như vậy cho anh em. Ví dụ đang tấn công hay gì đó thì nó cho hết tình huống thì nó mới nói gọi là thổi còi nha anh em, chứ nó cách còi bậy quá, không được không được. Bukat, đúng rồi, Gullit. Mình là Gullit. Higo kìa. Vẫn còn, Gullit. Gullit thì quá khỏe anh em, khỏe lắm, mất băng rồi, một vài mất băng của Gullit rồi. Phản công cho Robert. Liao hay gì đó, Liao. Nên là Rafael Liao, sao làm gì đây? Sao làm gì đây? Đi bắn hay gì đó. Không được, không có được Cannavaro anh em, thấy chưa? Cannavaro hay lắm. Tỉnh lắm anh em ơi, Bukat. Mất bàn rồi, hay quá ta, vì thế này vậy. Vẫn là Liao. Liao, sẽ làm gì đây Liao? Hay quá, một pha phải hỗ trợ rất tốt của Rodri anh em ơi, hay quá. Figo, không được rồi, một pha càng lướt của Figo không công rồi. Vẫn là Liao, sẽ làm gì đây Liao? Đây là Gullit. Gullit chuyển vào. Nguy hiểm quá, hay quá ta. Hậu vệ rất là tốt anh em, kèm rất sát luôn. Ronaldo hay vậy, một pha cầu banh cực kỳ hay của Ronaldo. Bức tốc anh em ơi, Ronaldo, chuyển qua. Đi đẹp, vào, đó là Bukat anh em ơi, tuyệt vời. Một pha khá đồng đội của Ronaldo CR7. Được không? Cristiano Ronaldo đó là rất là đồng đội anh em, pha này nè. Đáng lẽ là mình dứt điểm anh em, nhưng mà mình chuyền anh em. Chuyền thì thấy anh chắc hơn anh em ơi, anh chắc hơn đúng không? Anh chắc hơn. Quá đồng đội luôn, chứ Ronaldo trận đấu này ít cơ hội anh em. Mình đá cánh, mình đầu lưới Figo hơi nhiều. Nên là Ronaldo không có sợ, không có có là ấy nhiều, không có đất diễn nhiều anh em. Một pha phạm lỗi của đội bạn rồi, không qua được Cannavaro nha anh em. Cannavaro này rất là chắc anh em, hai trận đấu đó hiện này thấy không, đã cực kỳ tốt luôn. Còn Man hay lắm, Figo trời hụt banh rồi, lỡ chớn rồi. Vẫn là Liao hay ta, Liao sao làm gì đấy, Liao không vào. Dù qua được hậu vệ nhưng mà không qua được tay Buffon anh em. Trận đấu kết thúc rồi, tỷ số là 2-0. Quá tuyệt vời anh em, trận đấu quá hay luôn. Hai trận đấu đều hay hết, thật sự luôn, đã quá hay luôn. Thì ok anh em, hôm nay mình làm clip về đây là review đội hình over 110 cho anh em ha. Tại vì mình thấy cặp tiền vệ cực kỳ ngon anh em, đó là Bacic Vieira và Gullit, quá ngon anh em. Thêm còn Rodri giữ nữa nên mình muốn review cho cái kênh này cho anh em ha. Với lại hôm nay gọi là ngày mà bắt. Hồi nó hơi đen anh em, mấy bữa nay đen có nên hôm nay review chơi chơi ha cho anh em ha. Đó thì chung đội hình thì quá ngon anh em. Chỉ có con Bukat á là nó hơi lùng một chút thôi, nó hơi nhỏ con một chút, nó mấy 72 à, nên nó hơi yếu ở trên hàng tiền đạo thôi. Có thể anh em chơi cũng tốt nhưng mà nếu mà anh em chơi không quen nó dễ bị mất bàn lắm, nên anh em có thể đổ khác cũng được, tùy anh em ha. Thì hai bên cánh con Ronaldo với con Figo được quá ngon rồi, Ronaldo được boost là khá tốt rồi đó. Đó, hàng hậu vệ thì quá ngon anh em, Cannavaro với Lâu Lâm Đăng hỗ trợ với nhau cực kỳ ngon luôn. Hai bên cánh thì Hernandez và Thuram thì quá nhanh rồi, Buffon ở dưới bắt cũng khá ổn nha anh em. Nói chung đội hình này là quá tuyệt vời anh em, quá tuyệt vời cho anh em chơi rồi. Thì nói chung là anh em có điều kiện thì cứ mua một trong những con hàng này về chơi là quá ngon luôn. Đó, khá là ok. Thì ok anh em, hôm nay review một cái đội hình là over 110 bên kênh VNT ha, channel ha. Đó, thì anh em là muốn coi thêm nhiều clip mà mình review á, đội hình nè, cầu thủ nè, hay là build đội hình gì đó, xếp hạng cầu thủ gì đó, thì cứ qua kênh VNT Review FC3 nha anh em. Đó là kênh thứ hai của mình nha anh em, chuyên về gameplay cho anh em, để anh em có thể là tham khảo những cái gì đó để anh em chơi ha. Thì anh em thấy clip này hay thì nhớ like share cho mình nha anh em. Còn anh em chưa đăng ký những cái ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.